cần bán nhà trọ xây mới 7 tầng tại ngõ 58 trên 138 đường Tân Triều hoặc là chúng ta cũng có thể đi vào theo đường ngõ 68 đường Triều Khúc. Ngôi nhà được thiết kế là 7 tầng với quy mô là 50 phòng trọ. Có diện tích các phòng trọ là từ 20 đến 36 m2. Thiết kế 50 phòng trọ 7 tầng, có thang máy. Tất cả các phòng là đều đã đầy đủ toàn bộ hệ thống bình nóng lạnh, hệ thống điều hòa, giường, tủ cũng như là hệ thống khu vực bếp nấu và nhà vệ sinh. Đây là cái khu vực đi vào nối tầng 1 là khu vực để xe của ngôi nhà. Ngôi nhà nó có tổng diện tích là 210 m vuông nằm tại khu vực chiều khúc, khu vực rất là đông người thuê trọ, khu vực dân cư và sinh viên rất là đông, nhu cầu cho thuê nhà trọ là luôn luôn tăng cao. Hiện tại là chúng tôi là đang trong quá trình hoàn thiện và cũng đã cho thuê được sắp xỉ 40 phòng rồi, chỉ còn 10 phòng trống nữa thôi, với cái mức doanh thu hàng tháng là sắp xỉ 200 triệu một tháng. Đây là cái khu vực ngôi nhà mà có cái giá trị cho thuê sinh tiền hàng tháng và sinh lời rất là cao. Đấy, ngôi nhà thì rất gần với lại các trường như là trường Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông Vận tải, biểu chính Viễn thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng như là một số trường cao đẳng, đại học lớn ở trên khu vực Hà Nội khác. Chúng ta có thể nhìn thấy với cái diện tích là 210 m vuông thì cái khu vực để xe rất là rộng. Ở tầng 1 thì sẽ có thêm là một ô thang máy và một cái ô cầu thang bộ, toàn bộ hệ thống cửa ra vào là đều sử dụng là cửa ra vào bằng vân tay khóa từ. Hệ thống giám sát là sử dụng là bằng camera 24 trên 24. Thiết kế của tầng 2 và tầng 6 đến tầng 6 nó sẽ tương tự như nhau. Mỗi một tầng của chúng ta là sẽ có 9 phòng. Đây là phòng thứ nhất và ở trong kia là còn 8 phòng nữa giá giá cho thuê của các phòng hiện tại là đang là từ 2 ,8 triệu 8 đến 4 triệu rưỡi một tháng sau đây là mời mọi người tham quan một cái phòng mẫu phòng này là phòng 20 mét vuông có cái giá cho thuê là 2,8 triệu một tháng ở trong phòng là đã có giường tầng có tủ quần áo điều hòa cũng như là hệ thống bếp nấu và cái khu vực nhà vệ sinh tất cả đã hoàn thiện xong hết rồi và chúng tôi cũng đang là trong quá trình cho thuê. Đấy nếu như mà quý khách hàng mà có nguồn tiền nhàn rỗi mà chúng ta muốn đầu tư sinh lời cũng như là để uh, đầu tư uh, kiếm tiền hàng tháng thì là đây là một cái cơ hội rất tốt để cho quý khách hàng có thể đầu tư. Và cái ngôi nhà này là đang được chúng tôi chào bán với giá là 24 tỷ 900 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sơn tiên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thế sau đây là mời mọi người đi tham quan tiếp những cái khu vực phòng khác để chúng ta là có thể nắm bắt được rõ ràng hơn. Đó, phòng ở phía bên trong cùng bên tay phải ở đây là phòng này đang được cho thuê với giá 3,5 triệu đồng. Ở trong phòng là sẽ có giường đôi, sẽ có tủ quần áo, hệ thống điều hòa, hệ thống bếp nấu ban công cũng như là cái hệ thống thiết bị nhà vệ sinh. chúng tôi là tính toán thiết kế rất là tỉ mỉ phù hợp toàn bộ những cái nhu cầu của người đi thuê cũng như là công năng sử dụng Toàn bộ gạch ốp tường trong nhà vệ sinh là sử dụng gạch ốp là 30 x 60 cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm kính cửa thông phòng cũng như là cửa nùa đều sử dụng là bằng cửa nhôm kính hết tất cả các phòng là đều là có hệ thống wi-fi riêng hệ thống công tơ điện và đồng hồ nước riêng tất cả mỗi một tầng là chúng ta là sẽ có 3 camera giám sát một ở trong thang máy và ở cả ba đầu của hành lang đều có camera để giám sát hết tiếp theo đây là phòng có đang là cho thuê với giá 3,2 triệu một tháng diện tích của phòng này thì là rơi vào sấp xỉ là 23 mét vuông tất cả là đều được hoàn thiện xong rồi từ tầng 2 đến tầng 6 là mỗi tầng là sẽ có là 9 phòng. Đấy còn lại là ở trên tầng 7 của chúng ta là sẽ có mấy phòng nữa và ở trên đấy là sẽ có cả khu vực sân phơi. Đây là cái khu vực ô cầu thang này, mỗi một tầng này đều được làm hệ thống để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đây là cái khu vực ở phía bên trên tầng 7. Tầng 7 của chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm 4 phòng, trong đó nó sẽ có 2 phòng lớn, diện tích là 36 m2, đang là cho thuê với giá 4,5 triệu một tháng. Một phòng nhỏ. Ở phía bên trong cùng kia là cho thuê với giá 3,5 triệu một tháng và một phòng là 2,8 triệu. Ở trên tầng 7 này thì thì chúng ta là sẽ có một cái khu vực sân phơi rất là rộng đây tất cả những người thuê trọ thì là chúng ta có thể là phơi quần áo cũng như là phơi chăn màn chiếu ở trên này sân sân phơi rất là rộng ở xung quanh khu vực thì là rất là nhiều nhà trọ đấy vị trí nhà rất là tiện để mà đi ra xe buýt hoặc là đi ra các trường đại học ở khu vực xung quanh ở trên uh, sân thượng là chúng ta có thể là nhìn thấy luôn đấy, rất là nhiều tòa nhà chung cư cũng như là trường đại học ngõ vào trước nhà thì rất là rộng xe ba gác là có thể là vào tận trong nhà luôn tôi xin nhắc lại cái thông tin của ngôi nhà này để là quý khách hàng có nhu cầu muốn mua thì chúng ta là có thể nắm được rõ ràng hơn ngôi nhà được thiết kế là 7 tầng theo hình thức là chung cư mini phòng trọ bao gồm là 50 phòng có cái mức thu nhập bình quân là rơi vào sắp xỉ 200 triệu một tháng có diện tích đất là 210 mét vuông trong ngôi nhà thì đã hoàn thiện hết toàn bộ các hệ thống thang máy cũng như hệ thống camera hệ thống điện hệ thống nước của từng phòng đang được chúng tôi chào bán với giá là 24 tỷ 24 tỷ 900 triệu đồng bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên cho khách hàng có hỗ trợ về một ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu mọi người cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình em ánh 0983013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người có nhu cầu cần mua nhà trọ hoặc là cần mua nhà để đầu tư thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật thêm nhiều nhà và bên công ty đang bán và chuẩn bị bán. Bên công ty có những cái hệ thống nhà trọ nhà chung cư mini giá chỉ từ 3,8 tỷ trở lên và cũng có cả những căn siêu lớn giá và xấp xỉ là 30 tỷ mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn